Nhà chị kê giường ngủ ấy phạm phải tứ sát nên khó sinh nở. Thế à thầy? Gia chủ tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh. Dạ. Theo tương sinh ngũ hành thì hỏa sinh thổ, Đông Bắc hoặc Tây Bắc thì thổ kết hợp với thổ. Ồ, anh. Em. Đây là thầy Tâm, thầy phong thủy. Em nhờ thầy đến xem lại phong thủy phòng ngủ của vợ chồng mình. Chào anh. Anh Việt đây đúng không? Dạ. Chồng anh phong độ thế này mà đến giờ vẫn chưa có gì, chắc chắn chỉ phạm phải phong thủy thôi. Cứ yên tâm, tôi mà kê lại hướng giường ấy, không khéo lại sinh cả đội bóng ấy chứ. Nhà em cũng chỉ cần thêm một mụn con cho vui cửa vui nhà thôi thầy ạ. Tiện đây có hai vợ chồng, tôi xin phép trao đổi thế này nhá. Dạ. Thầy ơi, có gì thầy cứ trao đổi với vợ tôi, rồi cô sẽ nói lại với tôi. Anh nên lấy thuốc cho Thỏ, nó mệt. Dạ. Mày anh sao thế? Có mệt lắm không cháu? Cháu ốm, cháu lên phòng chứ. Cháu xin phép. Em mời thầy ra uống nước ạ. Cái gì đây? Bên phải. Đâu? Tiến thẳng vào lễ đài. Khổ quá. Tên. Uầy, nhà mình có khách hả vợ? Sao nhiều món thế? Khách nào? Hôm nay anh là vị khách duy nhất của em. Nhưng mà nhiều thế này làm sao một mình chồng ăn hết được? Chồng phải ăn. Nào, chồng ngồi xuống đây đi. Nào, ngồi đi, ngồi. Thịnh soạn thế. Úi giời. Ngon chưa? Ngon điên lên. Bác sĩ đã dặn rồi, anh không những phải là tẩm bổ nhá, mà anh còn phải kiêng khem những thứ như sau. Nhất là rượu bia này, thuốc lá này, chất kích thích này, không được thức khuya này, phải tập thể dục, phải... Nào. Hết chưa? Tung phấn lên. Chưa. Ui. Còn một điều quan trọng nữa. Còn gì nữa? Ngày hôm nay sẽ có một bé trứng cực kỳ xinh sẽ ra đời. Chúng ta sẽ có từ 12 đến 24 tiếng. Anh phải ăn uống nhanh lên đi, còn bao nhiêu việc đấy. Bắt đầu đi. Gấp gáp thế à? Vợ ơi, cho chồng có ý kiến nhá. Gì đấy? Chồng nghĩ cái việc có em bé mình để tự nhiên đi, chứ như vợ nào đó gọi thầy phong thủy về xem hướng giường này, bò ép ăn uống bệnh viện thuốc thang khám, cái chồng thấy căng thẳng quá, giống như kiểu mình đi lính ấy. Anh lúc nào cũng kêu tự nhiên bao nhiêu lâu nay rồi, không được cái tích sự gì đâu. Được rồi, anh cứ làm gì thì làm, miễn vợ thích là được, được chưa? Chứ còn gì nữa, bây giờ anh ăn hết cái mâm này đi. Nhanh lên, còn bao việc đấy. Rồi, ok.